Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn, âm nhạc hướng về cội nguồn. Hà Anh Tuấn, Kitaro níu chân 20.000 khán giả qua 2 đêm show Chân trời rực rỡ. Quê gốc ở Ninh Bình, Hà Anh Tuấn chọn nơi này thực hiện show tối 24 và 25 phần 2 với tâm thế hướng về giá trị nguồn cội. Tôi hy vọng fan của mình cảm nhận được hạnh phúc của một người luôn yêu quê cha, đất tổ, ca sĩ nói. Mở đầu đêm nhạc tại sân lễ hội đền thờ Vua Đinh. Vua Lê Cố Đô Hoa Lư, ca sĩ kết hợp với câu lạc bộ hát sẩm nghệ sĩ Hà Thị Cầu, dàn nhạc giao hưởng thể hiện bài Bông Rua Việt Nam, Ivan Corius, Guy Chak, Willy Baubert, Mark Lavoine. Ca sĩ tiếp tục đưa người xem trở về với những tâm tình dân tộc qua các ca khúc tình ca Phạm Duy, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, Từ Khi Mới Ra Đời Người Ơi, Mẹ Hiền Du Những Câu Xa Vời, À À Ơi Tiếng Du Muôn Đời. Trong ca khúc Đất Nước Lời Du, Văn Thành Nho, anh hát cùng dàn nhạc cụ dân tộc. Ca sĩ khẳng định dù đi đâu, thành công đến thế nào, vẫn luôn tự hào là người Việt Nam, như tác phẩm cùng tên nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết riêng. Trong gần 4 tiếng, Hà Anh Tuấn hát khoảng 30 ca khúc, càng về sau càng thăng hoa. Cuối chương trình, ca sĩ tăng cảm xúc cho show với loạt ballad Cả Một Trời Thương Nhớ, Hoa Nở Không Bầu, Nguyễn Minh Cường, Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Từ Đó, Phan Mạnh Quỳnh. Ngoài dòng pop ballad sở trường, Hà Anh Tuấn còn thử sức với world music chân trời, Người Bay Xuyên Thời Gian, Võ Thiện Thanh, New Ekoi, Siêu Rốt Kitaro. Ở tiết mục cuối dòng Máu Lạc Hồng, Lê Quang, ca sĩ khoác lá cờ đỏ sao vàng lên vai thể hiện niềm tự hào dân tộc khiến khán giả xúc động. Đồng loạt đứng dậy hòa theo cảm xúc. Các tiết mục kết hợp giữa Hà Anh Tuấn khách mời Kitaro là điểm nhấn của chương trình. Theo ca sĩ, âm nhạc của cả hai có điểm chung là tìm về cội nguồn, tình người nên không khó để kết hợp. Anh luôn nuôi giấc mơ được đứng chung sân khấu với ông trong sự nghiệp và đã thành sự thật. Lần đầu, Hà Anh Tuấn thể hiện nhạc phẩm Coi, Siêu Rốt Kitaro với phần lời do nhạc sĩ Việt Anh viết. Đặt tên lần lượt là Ánh Trăng Tan, Đường Tơ Lụa, Đường Cố Hương. Nhạc sĩ người Nhật cũng hòa âm phối khí, đệm nhạc cho ba tiết mục của chủ nhân đêm nhạc gồm Xuân Thịt, Phan Mạnh Quỳnh, Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Anh, Phạm Toàn Thắng, Một Mình Một Sớm, Ban Mai, Việt Anh. Riêng Kitaro trình diễn các nhạc phẩm quen thuộc của ông gồm Masuri, Aqua. Khán giả liên tục gọi tên nhạc sĩ khiến ông cảm động. Cúi đầu cảm ơn, khách mời Đen Vâu là một điểm chấm phá trong tổng thể của chương trình khi mang lên sân khấu phong cách sôi động của rap. Ngoài kết hợp với Hà Anh Tuấn trong hai tiết mục Tình Ơi, Xin Ngủ Yên, nhạc ngoại lời Việt mashup mang tiền về cho mẹ nước ngoài, rapper còn thể hiện sáng tác của anh như Lối Nhỏ, 2 triệu năm. Anh khiến fan gieo hò không ngớt và gọi tên. Tự nhận mình tự tin vì được việc và được lòng khán giả nên Hà Anh Tuấn đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt chương trình bằng phong cách gần gũi. Trong phần giao lưu với Đen Vâu, anh nói những người cao như Đen Vâu sẽ phải hứng cái lạnh hơn mọi người với thời tiết 16 độ C như thế này, khiến khán giả bật cười. Hay anh yêu cầu fan cùng hòa giọng ca khúc Xuân Thịt Phan Mạnh Quỳnh dành tặng cho Kitaro và hỏi nghệ sĩ, đây là bài hát chúng tôi rất yêu thích và nói về người yêu cũ. Ông có muốn chia sẻ với khán giả về người yêu cũ của ông không? Nhạc sĩ người Nhật mỉm cười, lấy tay ra dấu hiệu không bao giờ. Hà Anh Tuấn và ekip đầu tư sân khấu, ánh sáng, âm thanh hiện đại gồm hai dàn nhạc Crystal Band, Saigon Pop Orchestra, dàn nhạc dân tộc máy chiếu 4K 50.000 lumen, hai bàn nâng, xoay trên sân khấu để khách mời xuất hiện bất ngờ trên sân khấu. Trong tiết mục Một Mình Một Sớm, Ban Mai, ông Kitaro ngồi trong quả cầu đặt trên bàn xoay. Từ từ lộ diện khiến người xem thích thú. Qua hai đêm diễn gần 20.000 khán giả góp phần làm nên thành công đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của ca sĩ. Người hâm mộ Hà Anh Tuấn mang theo nhiều banner cổ vũ anh, Hà Anh Tuấn, mãi yêu anh. Nhiều khán giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng có mặt từ sớm. Hầu hết khán giả của anh thuộc lứa tuổi 8X, 9X liên tục hát theo cổ vũ ca sĩ. Một fan phấn khích hô lớn, em yêu anh. Ca sĩ cũng nhiều lần gọi khán giả là người yêu các bạn, hỏi thăm sức khỏe mọi người, nói yêu họ, gửi nụ hôn gió. Thanh Hà, Yên Bái, 27 tuổi, đang mang bầu ở tháng thứ 9 vẫn đến xem chương trình. Cô nói, tôi là fan của Hà Anh Tuấn được 4 năm vì âm nhạc của ca sĩ tử tế, chân thành. Tôi từng xem live show của anh ấy ở Hà Nội nhưng lần này quy mô tổ chức hoành tráng hơn rất nhiều. Mai Hường, 25 tuổi cho biết từ Nhật Bản về nước xem show Chân Trời Rực Rỡ. Cô nói ngoài giọng hát tình cảm, cô thích cách nói chuyện hài hước của ca sĩ. Tôi thích tiết mục Xuân Thì của Hà Anh Tuấn và Kitaro. Cả hai biểu diễn hòa hợp, xúc động, cô cho biết. Ban tổ chức dùng lực lượng bảo vệ khoảng 500 người phân bố xung quanh sân khấu và khu vực đền thờ Vua Đinh, Lê để đảm bảo an ninh cho show. Theo tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, sân khấu lấy ý tưởng từ giọt nước mắt của tuổi thơ nhìn cuộc đời bằng những giấc mơ long lanh. Một khối cầu làm tâm điểm tượng trưng sự hội tụ tinh hoa thiên nhiên ban tặng giữa đất Ninh Bình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.